Rồi và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khóa tiếng và cách lưu băng tiếng như thế nào trên cái đàn Custman K350 hay cũng như là cái đàn Custman K250. Tại vì có nhiều người thấy clip của mình rồi hỏi là tại sao mình chuyển khi mình chơi mình có thể chuyển tiếng nhanh vậy, không cần bấm số gì hết mà cũng chuyển được nhanh vậy. Vậy thì đó là do mình sử dụng băng tiếng để lưu băng tiếng. Khi mình lưu vào băng tiếng này thì mình chọn nó cũng sẽ nhanh hơn. Và cũng có người hỏi là sao mà mình chuyển băng tiếng, chuyển tiếng mà không bị nhảy phiêu, cũng không bị nhảy điệu, trong khi họ chơi họ chuyển thì lại bị nhảy điệu. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái đó. Cái thứ nhất, làm sao để lưu băng tiếng. Vậy đây, ví dụ băng tiếng cái đàn này nó có 8 băng. Các bạn có thể thấy trên màn hình ha. Memory băng này, băng số 2 này, băng 3, băng 4, băng 5, băng 6, băng 7, băng 8. Nó có 8 băng tất cả. Và mỗi băng thì nó có 6 ô. Đây, các bạn có thể thấy M1, M2, M3, M4, M5, M6. M là memory. Vậy thì mỗi một băng mình có thể lưu cho một thể loại nhạc mình chơi. Ví dụ băng thứ nhất mình sẽ lưu là nhạc dân ca. Ở đây mình có lưu sẵn là băng 1 này. Các bạn bấm M1 là các bạn có thể lấy nước là tranh này. Băng 2 là số 2, M2 là các bạn có thể lấy tiếng sáo. Và số 3 là các bạn có thể lấy tiếng bầu. Tranh sáo bầu là dùng để mình chơi dân ca. Khi mình chơi dân ca mình có thể dùng băng số 1. Rồi băng số 2 là mình có thể chơi các bài nhạc mạnh. Ví dụ các bạn bấm M1 là các bạn có thể thấy tiếng dance. M2 là các bạn có thể thấy này, nó là tiếng wavy shore. Nhưng bữa mình có làm clip. Rồi tiếng M3 là tiếng banjo. Đó, mình có thể lưu ở đây. Vậy thì làm sao để lưu những cái tiếng này? Ví dụ bây giờ mình lưu băng M1, M2 thì hay M3, lưu băng số 1, băng số 2, băng số 3 thì nó cũng tương tự nhau thôi. Bây giờ mình ví dụ lưu một băng mới ha, là mình lưu băng số 5 đi. Bây giờ mình muốn chơi một bản nhạc nhẹ, mình chọn tiếng đầu tiên là tiếng piano thì mình bấm vô số piano là 001. Bấm vô voice trước nha, xong bấm 01 là piano này, re piano. Đầu tiên mình chơi piano thì mình có thể giữ store, bấm M1. Đó, thì nó ghi là 51. Băng số 5, ô số 1 là tiếng grand piano. Rồi, thứ hai là tiếng, mình có thể chơi tiếng violon. Violon ở đây là 166. Đó. Thì để chơi violon thì lưu vô số 2 thì các bạn có thể giữ store và M2. Đối với cái đàn K250 á thì các bạn khi lưu các bạn có cần phải để ý phiêu nào là phiêu A, phiêu nào là phiêu B. Còn riêng cây K350 này thì nó có chức năng gọi là khóa tiếng. Tí nữa mình sẽ nói. Thì mình không cần phải lưu phiêu A, phiêu B nữa. Đó, thì cách thao tác lưu là như vậy thôi. Để lưu thì các bạn cứ giữ nút store và bấm vô một số nào đó thì nó sẽ lưu vào ô đó. Rồi các bạn phải nhớ nó là băng mấy. Rồi khi chơi thì các bạn chỉ cần bấm vô, nó sẽ hiện là re minor. Bấm vô, violon. Đó, ok.